hai Thanh Trúc. Rất cao thủ. Mình sau trận đấu này sẽ cho máy nghỉ. Vẫn rất nỗ lực. 13. Vào được không? Từ hơn 300 anh chị em nhá, tiếp tục lên đi. Học chào Thanh Hóa Thủy Dung là đổ đất. Bình tĩnh. Chào anh chị em yêu bóng chuyền Việt Nam. Xin mời mọi người theo dõi trận bán kết 1 vòng chung kết giải bóng chuyền Ngọc Trảo Thạch Thành Thanh Hóa năm 2020. Đây là mùa giải thứ 21 giữa hai đội trong trang phục áo xanh là xã Thành Tiến gặp thị trấn Vân Du trong trang phục áo đỏ bên kia lưới. Hai đội sẽ thi đấu với thể thức 5 tháng 3. Bán kết này là 5 tháng 3 các bạn nhé. Đáng chú ý cặp đôi ngoại binh của xã Thành Tiến đó là Dũng Nhỏ đến từ Thể thao Bắc Ninh và Vi Văn Phúc đến từ Nghệ An, cầu thủ quân khu 4. Bên kia cặp đôi ngoại binh đó là Từ Thanh Thuận và Thạch Đen. Đội hình ra sân của xã Thành Tiến trong trang phục áo xanh, số 15 là Dũng Nhỏ, đối chuyền với Dũng Nhỏ đó là Vi Văn Phúc, số 12 là Văn Tú, số 16 là Xuân Nguyên, chuyền 2 là Văn Quang, số 10, số 17 là Quách Long. 1, 7, 18, 13, 5, 10. Đội hình của thị trấn Vân Du vẫn là cặp đôi Từ Thành Thuận và Thạch Đen. Đứng ở biên 4 đó là Thân Gâu, chuyền 2 là Đăng Dương. Chạy nhanh mang áo số 10 là Toàn Ngoan. Và số 18 là Minh Quang. Libero Bùi Dũng của Thành Tiến đã vào rồi các bạn nhé. Mình rất kết Bùi Dũng. Libero mặc áo không số màu đen. Trận đấu bắt đầu 0-0. Đó là Thân Gâu. Một pha tấn công từ biên 4 của Thân Gâu đi điểm đầu tiên cho Vân Du 1-0. Người phát bóng lúc này là đội trưởng đội tuyển Việt Nam Từ Thanh Thuận. À, phát bóng tấn công rất đẹp. Vi Văn Phúc. Đó là sự hỗ trợ của Bùi Văn Dũng. 1-1 cho Thành Tiến. Vừa rồi các bạn được chứng kiến pha hỗ trợ phòng thủ của Bùi Dũng, libero của Thành Tiến. Điểm bóng lúc này là 1-1 các bạn nhé. Người phát bóng là Văn Tú, thủ công số 12. Hai một cho Thành Tiến. Anh chị em mình chia sẻ nha, 600 rồi, chia sẻ lên 700 đi anh em ơi. Biên 2. Rất tốt. Một pha mổ y từ biên 2 của Thạch Đen. Dọc sân. Điểm bóng 2-2 cho Vân Du. Đội Đức Hành ao rồi em ơi, ao hôm qua rồi. Minh Quang phát bóng. Bóng ra bên ngoài sân.
cho thị trấn 5-2. 3-2 cho thị trấn Vân Du các bạn nhé. Các cầu vông đập rất là nhanh. Đề nghị trọng tài viên thứ 3 lưu ý. Tiếp tục là pha phát bóng tấn công của Trần Đình Quý. Chuyển đại Văn Quang biên 4. Quyết định của trọng tài là bóng trong sân, điểm bóng cho Thành Tiến 3-3. Và chúng ta tôn trọng quyết định của trọng tài. Người phát bóng lúc này là chuyền hai Văn Quang. 3-3. Một pha nhanh chóng, đó là pha triển khai tấn công nhanh chóng của Tân Công. 4-3 cho Vân Du. Bây giờ người phát bóng cho Vân Du chính là chủ công Tân Công. Trên hàng công gồm có Thạch Đen, Toàn Ngoan và chuyền hai Văn Dương. Đó lại là Vi Văn Phúc. Vi Văn Phúc thi đấu rất chững chạc các bạn ạ. À. Đúng là một cầu thủ kéo cầu, kéo đội. Có nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật cao. Điểm bóng lúc này là 4-4. Chúng ta tôn trọng quyết định của trọng tài. Chào 650 anh chị em đang xem nhé. Phát bóng tấn công của Vi Văn Phúc. Thành Đen tới rồi. Rồi đã đến 3-3 hàng sau không phải. Đó là Xuân Nguyên. Và chắn chốt chéo thành công của Dũng Nhỏ đối với Thạch Đen. Điểm bóng 5-4 cho Thành Tiến. Từ Thanh Thuận đang đánh bên kia các bạn nhé. Đang đứng ở vị trí số 1 đấy. Có nghĩa là vị trí phát bóng ở đội áo đỏ. Vẫn là những pha phát bóng tấn công của Vi Văn Phúc. Rất tiếc bóng chưa qua lưới. Điểm của Vân Du 5-5. Đó là pha phản công 3-2 hàng sau của Tân Công. Vẫn còn 6-5. Anh ơi, nhờ phát, em nhờ cái. Lát anh ngồi xong anh ngồi bên kia cho em để em nhìn cái điểm em đọc cho anh em xem nhé. Cho em like mà đọc cái điểm, bảng điểm ấy. Tí nữa anh quay lại ngồi, anh ngồi bên kia hoặc anh ngồi lùi lại cho em phát nhé. Ngồi đây không nhìn được cái bảng điểm. Anh nhìn đúng không? Điểm bóng lúc này là 6-6 các bạn nhé. Chào 683 anh chị em đang xem. Rất nhẹ nhàng. Hôm nay thì mình nghĩ Vân Du nên triển khai tấn công những mũi trong nhiều hơn. Đó là Toàn Ngoan. Một pha triển khai phối hợp giữa Đăng Dương và Toàn Ngoan. Thành Tiến đã không hề chắn và cũng không thể treo chắn kịp được các bạn ạ. Tại vì Thành Tiến không có phụ công. Và lưỡng lự bắt chuyền một của libero Bùi Dũng. Anh suy nghĩ quyết định có bắt hay không bắt. Điểm bóng lúc này là 8-6 thôi. Biên 4 cho Dũng Nhỏ, thiếu mất rồi. Rồi đường chuyền thu các bạn ạ. Không còn đường đi đâu nữa. 9-6 cho Vân Du. Vòng chung kết giải bóng chuyền Ngọc Trào năm nay đã là năm thứ 21 các bạn nhé. Trong 11 năm gần đây thì xã Thạch Sơn đã 10 năm vô địch và chỉ duy nhất một năm họ không vô địch. Người thay vào xã Thạch Sơn năm đó chính là xã Thành Vân. Và xã Thành Vân bây giờ đã sát nhập vào xã Vân Du, gọi là thị trấn Vân Du. Điểm bóng 7-9 cho Thành Tiến. Bóng sang đẹp rồi, rất nhẹ nhàng. Đúng nhỏ.
đám chín cho Thành Tiến rồi. Các cầu thủ Thành Tiến rất kiên cường, kiên trì bám đuổi. Phát bóng lúc này là chủ công Xuân Nguyên. Cầu thủ sáu lùi rất tốt của Vi Văn Phúc. Rất đáng tiếc trong pha bóng vừa rồi. Có lẽ là do bị nắng chói các bạn ạ. Vừa rồi là chuyền hai Văn Quang. Anh chìa tay. Đúng nhỏ. Đánh góc rồi. Rất nhẹ nhàng. Dũng Nhỏ sức bật cực kỳ tốt các bạn nhé. Nên những pha tấn công bài biên của Dũng Nhỏ cần cao tầm. Lúc này phát bóng là Dũng Nhỏ và hàng công của Thành Tiến. Vi Văn Phúc đã lên rồi. Rất tốt. Còn rất nỗ lực nhưng mà vẫn chưa được. Điểm bóng cho Vân Du 11-9. Các bạn đang xem vòng chung kết giải bóng chuyền Ngọc Trạo nhé, tại huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Thạch Thành bóng chuyền của Thanh Hóa 6 năm gần đây liên tiếp là Thạch Thành vô địch tỉnh Thanh Hóa các bạn nhé. Vừa rồi là hai chắn, đã chắn bóng thành công nhưng trọng tài chính quyết định các cầu thủ chắn bóng của Vân Du đã phạm lỗi chạm lưới. Điểm bóng cho Thành Tiến 10-11. Trọng tài là quyết định cuối cùng. Chào gần 800 anh chị em đang xem nhá. Chia sẻ dần nhờ lên 1k đi anh em ơi. Phát bóng lúc này là chủ công Văn Tú. Biên hai của Thạch Đen. Bổ y vẫn còn, chính xác vẫn còn trong luật các bạn ạ. Bóng đi ngoài cọc và cứu về cũng ngoài cọc. Chính xác trong pha bóng vừa rồi là hợp lệ. Rất tuyệt vời. Lần này thì Thạch Đen đã thành công. Nhưng mà trong pha bóng trước phải rất đáng khen chủ công số 16 Xuân Nguyên. Pha tấn công từ biên hai dọc sân rất cao tầm của Thạch Đen nhưng mà Xuân Nguyên vẫn phòng thủ thành công. Điểm bóng lúc này là 12-10. Vi Văn Phúc bù mất rồi. Còn đúng một đường giữa hàng rào chắn của Vân Du. Vi Văn Phúc vẫn quán trúng 11-12. Hai đội giành giật nhau từng điểm. Cách biệt vẫn chỉ là một điểm thôi. Cơ hội đã đến. Dũng Nhỏ 3-3 phản công. Xong rồi. Đó là pha phản công từ hàng sau 3-3 của Dũng Nhỏ đã ghi điểm 12 đều. Chiến binh duy nhất đến từ miền Bắc các bạn nhé. Chàng trai đến từ thành phố Điện Biên Phủ. Đang học năm 3 trường Đại học Thể thao Bắc Ninh. Pha bóng đẹp mắt và cầu thủ hai đội chúng ta đã chứng kiến trong phút vừa qua. Các cầu thủ giữa hai đội không được phép để ra những sai sót nhỏ. Nếu chúng ta để ra những sai sót nhỏ thì sẵn sàng mất điểm. Văn Quang phát bóng. Đăng Dương truyền cho ai đây? Đó lại là thân cầu. Thân cầu đã thành công. 13-12 cho Vân Du. Chào 817 anh chị em đang xem. Lên dần đi anh em ơi, lên đến 900 và lên 1k đi. 1k trận này là hợp lý. Quyết định của trọng tài. Trọng tài Vinh đứng ngay trước điểm bóng rơi. Vâng, điểm bóng cho điểm Vân Du 14-12. Điểm bóng cho Vân Du 14-12 các bạn nhé. Đặc biệt đã là 2 điểm. Ngoài sân rồi. 13-14 cho Thành Tiến. Vân Du ra ngoài. Điểm và đổi cho Thành Tiến 13-14. Có thể nói là pha bóng tập rất căng và nhanh, tốc độ cao. Phát bóng tấn công của Vi Văn Phúc.
rất bị lực nhưng chưa qua lưới. 15-13. Tỷ lệ phát bóng tấn công của giải này không được cao các bạn ạ, chỉ đạt 40% thôi. Và những đường phát bóng ăn điểm trực tiếp thì rất ít. Đó là những nhỏ. Một pha ném nào từ biên 4 các bạn ạ. Rất bình tĩnh, ngắm bắn 14-15. Chào 850 anh chị em đang xem. Từ Thanh Thuận, một pha phá chắn rất mạnh của Từ Thanh Thuận từ biên 4. Chủ công Văn Tú không thể làm gì được. 16-14 rồi. Phòng thủ rất tốt của Thanh Đen. Từ Thanh Thuận biên 2. Từ Thanh Thuận đã bật nhảy lên. Anh dập dập một lúc rồi anh suy nghĩ và cuối cùng là anh bỏ bóng thành công. 17-14 cho Vân Du, cách biệt đã là 3 điểm rồi. Ngoài Thạch Sơn thì Vân Du là đội duy nhất trong 15 trở lại đây vô địch giải các bạn nhé. Còn không có một đội nào hiện tại trong 4 đội bán kết đã vô địch trong 15 trở lại đây. Đó là chủ công Văn Tú, cầu thủ rất bình tĩnh và tận dụng thời cơ rất tốt. Trận vòng bảng hôm qua có những pha bóng chuyền hai của Văn Quang cho Văn Tú rất bất ngờ cả khán giả, bất ngờ cả sân. Nhưng riêng với Văn Tú thì không bất ngờ, anh vẫn tận dụng tốt. Đây là một pha bỏ bóng của Từ Thanh Thuận vào vị trí giữa sân, vị trí bát nước chấm, ghi điểm thứ 18, 18-15 cho Vân Du rồi. Đúng nhỏ tới rồi. Rồi phản công, thân câu hay là Từ Thanh Thuận? Đó là thân câu. Rất uy lực. Và tấn công từ biên 4 rất mạnh các bạn ạ. 19-15 rồi. Theo dõi từ đầu hiệp đấu đến bây giờ, chủ công thân câu thi đấu hiệu suất ghi điểm và hiệu quả ngang bằng Từ Thanh Thuận các bạn nhé. Thiếu mất rồi, vẫn còn. Đường truyền cho Dũng Nhỏ thường hơi thấp và hơi thu các bạn ạ. Lại là thân câu. Hướng tấn công của thân câu là đối diện với mặt trời các bạn nhé. Các bạn phải hết sức thông cảm, các bạn quan sát kỹ thì các bạn sẽ thấy hướng tấn công từ biên 4 bên đội Vân Du ở vị trí thân câu đang tấn công, đó là đối diện với mặt trời. Rất có thể có những cái thời điểm mà song song giữa bóng và mặt trời không nhìn thấy gì luôn các bạn ạ. Đó là Từ Thanh Thuận, biên 2 sẽ tốt hơn. Biên 2 không bị chói nhé. Rất chói mắt các bạn ạ. 17-19 rồi. Chuyền hai Văn Dương nên chuyền cho Từ Thanh Thuận trong pha tấn công này. Vì biên 2 không chói mắt. Văn Du khi đổi ý lần nhất ở trận đấu nhé. Ok, chào 850 anh chị em, mình phát hết mà, phát hết trận này, phát hết cả chung kết luôn. Điểm số lúc này là 19-17, cách biệt 2 điểm. Lợi điểm đang thuộc về các cầu thủ thị trấn Vân Du. Phát bóng cho Thành Tiến là Dũng Nhỏ. Bóng đẹp rồi. Vân Du là gì?
đó là từ tay chuẩn, bóng trong sân rất cao tầm 20-17 cho thị trấn Vân Du. Sáng nay có hai trận bán kết thôi em ơi, chiều chung kết nữa. Thành công rồi, 18-20 cho Thành Tiến. Rồi và điểm báo cho tối hôm nay là 18-20. Chào Phan Nguyễn Hòa, tỷ số bây giờ là 18-20 em nhé. Vân Du đang dẫn điểm và đây là xét đấu đầu tiên. Bóng sang đẹp rồi. Thạch Đen. Bóng rất khéo. 21-18. Thạch đã nhanh ý bỏ bóng ở vùng đất tăng ra của Thạch Tiến. Điểm bóng cho Vân Du 21-18. Vân Du có bóng. Bóng sang rồi. Làm lại. Xuất. Vẫn còn. Chưa đã lên điều gì. Rất gắn bó, rất gắn kết. Và cuối cùng sau 3 pha bóng liên tiếp, cầu thủ số 2 được chính là ghi điểm cho đội nhà. Tỷ số hiện nay là 19-21. Chắc phải bị chói nắng rồi. Máy cầu thủ số 1 và cầu thủ số 10 của Vân Du. Có thể nói là đội Vân Du trong kỳ bóng rổ lần này rất nhiều đấu pháp, liên tục thay đổi đấu pháp. Chắc nó bị nắng đấy. Và đánh nhanh. Anh Thiết. Dạ dạ, chưa được rồi. Đà lại. Rồi. Chờ mình thay máy nhé. Bóng đã chạm cọc giới hạn. 22-19. Bóng ra bên ngoài cột giới hạn của lưới. Vân Du có bóng. Làm lại nào. Rất quyết liệt. Ok nhá, để anh chờ anh thay cái máy nhá. Đó là Vi Văn Phúc thành công rồi. 19-23. Lên 20 rồi. Thành Tiến đã xin hội ý lần đầu tiên của hiệp đấu thứ nhất này, điểm số đang là 20-23. Cầm cho anh ô. Thời gian hợp ý, chúng hai đội chúng ta trở lại sân thi đấu. Tỷ số hiện nay là 20-23. Thành Tiến bóng. Bóng phá rất nhanh. Điểm cho Vân Du. 21-23. Mọi người ra phát xong vào lại mọi người nhá. Rất cẩn. Rồi. Điểm bóng cho 21-23.
Phong và ba huấn luyện. Cầu thủ vừa rồi là Vân Du lại hồi lần thứ hai. Thành lập theo từng điểm trên sân, quyết liệt với trình độ và đẳng cấp chuyên nghiệp. Các cầu thủ đã cống hiến cho quý khán giả nhiều pha bóng gây cấn và đẹp mắt. Điểm bóng lúc này là 22-23. Và trong một trận đấu, tôi chỉ được phép hội ý 3 lần. Vâng, và Vân Du đã hội ý xong. Sau, hai đội cũng được trở lại trận đấu. Xem nốt hiệp này rồi mình chỉnh lại nhá. Điểm số bây giờ đang là 22-24, đúng nhỏ. Chưa qua lưới, quyết định của trọng tài là chính xác. 25-22. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Các cầu thủ thị trấn Vân Du đã thắng các cầu thủ của xã Thành Tiến với tỷ số 1-0. Hai đội đổi sân tiếp tục thi đấu hiệp đấu thứ hai. Rồi giờ mới xong mọi người ạ. Lại mờ chịu thôi. Mày. Phát bóng rất mạnh của Thuận nhưng bóng chưa qua lưới. Điểm bóng 2-1 cho Thành Tiến. Sân bên này nó nghiêng. Bóng sang nhẹ nhàng rồi. Cho rồi. Bóng rất nhanh. Cầu thủ số 10 và số 1. Và điểm bóng cho Thị trấn Vân Du. Tỷ số hiện nay là 2-2. Vân Du đó. Đó là Toàn Ngoan. Một pha triển khai tấn công nhanh giữa lưới. 3-3 cho Vân Du. Liên tục thay đổi chiến thuật. Qua cái đó là đội Vân Du liên tục thay đổi chiến thuật. Khi thì cánh trái, khi bên phải, khi ở giữa phối hợp nhanh. Súng nhỏ. Vâng, bóng chạm chân đá của Vân Du ra ngoài. Rồi và điểm bóng cho Thành Tiến 3-4, 4-3. Ok rồi mọi người nhá. Điểm bóng lúc này là 4-3. Lợi điểm đang thuộc về các cầu thủ Thành Tiến. Vẫn còn. Đó là Thạch Đen. 4-4. Đang thi đấu ở đẳng cấp quốc gia. Sau 2 lần anh đã ghi điểm cho đội Vân Du. Tỷ số hiện nay là 4-0. Thủ chân đất. Có mặt. Có mặt được không? Xem một Vân Du thắng 25-23 các bạn nhé. Cao hay lắm. Cơ hội phản công đã đến. Tú Béo chỉ có Thanh Thuận. Tú Béo chỉ có kèo thôi, có đập được đâu. Sau một pha bóng không qua lưới của cầu thủ từ Thanh Thuận.
Từ Thanh Thuận. Vì Văn Phúc không chuẩn rồi và phản công 3-3 hàng sau của Vi Văn Phúc đã bị Từ Thanh Thuận bắt bài. Điểm bóng cho Vân Du 5 đều. Và tỷ số hiện nay là 5 đều. Người phát bóng lúc này là Toàn Ngoan, thủ công số 10 của Vân Dũng. Bóng sang nhà rồi. Trọng tài đã bắt lỗi dính bóng rồi. Điểm bóng 6-5 cho Thành Tiến. Phát bóng lúc này là chủ công Dũng nhỏ. Từ Thanh Thuận tốt rồi và xuyên chắn thành công. Điểm bóng 6 đều. Tỷ số hiện nay là 6 đều. Hai đội sẽ là gặp nhau từ điểm. Vẫn chưa phát bóng. Văn Dương, Vi Văn Phúc thu mất rồi. Thành công của Thạch Đen rồi đã đến thân câu và sẽ chắn thành công 7-6 cho Vân Du. Bóng Vân Du phòng ngự rất tốt. Phát bóng lúc này là chuyền hai Văn Dương. Rất tốt của Thành Đen, hai pha phòng thủ liên tiếp. Chuyền đẩy xa quá. Trọng tài chính quyết định là chính xác các bạn ạ. Điểm bóng lúc này là 7 đều. Có thể quan sát của trọng tài 2 vừa rồi hơi lóa, bóng đã vào mép lưới ra ngoài. Hay quá nhỉ. Phòng thủ không hiểu ý của các cầu thủ Thanh Tiến. Điểm bóng cho Vân Du 8-7. Xếp đầu tiên thị trấn Vân Du thắng xã Thành Tiến các bạn nhé. Chào 600 anh chị em. Mọi người lại chia sẻ lại đi nhá. Bóng bay cao bay xa và bay nhanh. Toàn Ngoan cơ hội lại đến. Thành Đen. Lần này là như một mũi tên từ bên ngoài của Thành Đen. Thành Đen lần này không bổ đi các bạn ạ. Tấn công chéo sân luôn. 9-7. Ok, chào anh rèm cửa Việt Hùng nhá. Phát bóng tấn công của Từ Thanh Huân. Bóng đã vào rồi, tốt rồi. Rất uy lực. Rất tiếc hàng chắn của Vân Du đã phạm lỗi chạm lưới. Hai đội vượt nhau từng điểm. Chỉ một chút sơ suất nhỏ thôi là có thể mất điểm ngay trên sân nhà. Chuyển một tốt rồi. Đây là một pha xử lý đẳng cấp của các cầu thủ đánh độ miền Nam các bạn ạ. Điểm 18 cách biệt được nâng lên 2 điểm rồi. Người phát bóng là phụ công Minh Quang. Tỷ số hiện nay là 18. Bóng sang nhẹ nhàng rồi. Thành Tín lấy lại được không? Bóng chưa qua lưới. 11-8. Bên này chói mắt lắm. Cao lên nhìn lên bối đây đối đối diện mặt trời luôn. Bên này phải đánh số 4. Trong mai đánh được. Bóng sang rồi. Thành Tín là lại đâu? Vẫn còn. Rồi đã đến. Thành Đen xử lý. Thành Tiến xin hội ý lần đầu tiên của hiệp đấu thứ hai các bạn nhé. Trận đấu Vân
Du thắng các bạn ạ. Ba mươi giây hội ý đã hết, hai đội tiếp tục trở lại sân thi đấu. Điểm bóng lúc này là 12-8, cách biệt là 4 điểm. Lợi điểm đang thuộc về các cầu thủ thị trấn Vân Du. Người phát bóng cho thị trấn Vân Du vẫn là phụ công Minh Quang. Quyết định của trọng tài, bóng chưa qua lưới. Điểm bóng 13-8 cho Vân Du. Chính xác, trong tình huống vừa rồi trọng tài bắt chính xác các bạn ạ, bóng chưa qua lưới. Bóng ngoài sân mất rồi. 14-8. Thưởng nóng. Một tờ châu xanh vào chuồng. Ngoài. Quyết định của trọng tài là bóng trong sân. Và bóng này là trong sân các bạn ạ. Có một cái này như lúc trước mình đã chia sẻ, khi nào mà Thạch Đen bật lên mà Thạch Đen gồng cơ mặt là những pha đấy thường là bỏ nhỏ các bạn nhé. Bình thường nếu mà thi đấu hiểu Thạch Đen thì libero lưu ý, Thạch Đen bật lên bình thường thì sẽ tấn công, nhưng mà lúc nào Thạch Đen bật lên mà gồng hết cơ mặt lên thì chắc chắn sẽ là bỏ nhỏ. Điểm cho Thành Tiến 10-15. Lê Xuân Hiếu bán kết đánh 5 tháng 3 em nhé. Và tôi chưa hiểu ý của các cầu thủ Vân Du, điểm bóng lúc này là 12-15, cách biệt từ 5 điểm cũng rút ngắn cho còn 3 điểm. Quả đây đánh nhanh thì quá đẹp. Xuất qua đây. Ngọc quá. 13-15 rồi. Ngay lập tức huấn luyện viên của thị trấn Vân Du đã xin hội ý 30 giây. Những điểm thua rất nhanh chóng, 4 điểm thua rất đáng tiếc. Tỷ số bây giờ đang là 15-13, lợi điểm đang thuộc về thị trấn Vân Du các bạn nhé. Đây là hiệp đấu thứ hai, hiệp đấu đầu tiên thì thị trấn Vân Du cũng đã thắng xã Thành Tiến. Các bạn sang xem vòng chung kết giải bóng chuyền lần thứ 21 Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa năm 2020 giữa hai đội thị trấn Vân Du trong trang phục đỏ gặp xã Thành Tiến trong trang phục xanh. Và xử lý thành công của Thạch Đen 16-13. Mọi người xem mà thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh nhé, kênh YouTube là Bóng Chuyền HD. Bóng ngoài sân 17-13.
17-13. Đúng rồi, số 7 là từ Thanh Thuận. Đội hình của thị trấn Vân Du trong trang phục áo đỏ. Chuyền hai số 1 Văn Dương. Số 7 là từ Thanh Thuận. Số 5 là Thạch Đen. Số 10 là Toàn Ngoan. Số 18 là Minh Quang. Số 13 là Thân Câu. Đó là 6 cầu thủ đang thi đấu trên sân của thị trấn Vân Du. Điểm bóng là 15-17, cách biệt là 2 điểm các bạn nhé. Đó là một pha lao ngắn phối hợp thành công giữa Văn Dương và Toàn Ngoan. 18-15. Đội hình trên sân của Thành Tiến. Ngực áo không có số, mình không đọc được nhé. Nhưng mà chuyền 2 số 10 là Văn Quang. Biên 4 là Dũng Nhỏ rồi. Trên sân còn có Xuân Nguyên, quần số 10 áo số 16. Văn Tú áo số 12. Bóng không qua lưới, điểm. Bóng cho Vân Du 19-15. Tuyệt vời quá. Đúng rồi, chiều đánh chung kết mọi người. Chia sẻ mọi người theo như giới bóng chuyền chuyên nghiệp của Việt Nam thì cầu thủ có lực đập bóng chuyền mạnh nhất của Việt Nam từ trước đến nay vẫn là Ngô Văn Kiều các bạn nhé. Ngô Văn Kiều đập bóng còn tầm cao và sức nén kinh khủng. Bóng đã chạm chắn ra ngoài. 20-15 cho Văn Du. Sức mạnh những đường tấn công bóng của Ngô Văn Kiều đó là sức nén các bạn nhé. Bóng lén được vào quả bóng sau khi tay tiếp xúc với bóng. Phòng thủ rất tốt của Thành Đen. Tới rồi. 21-15 cho Vân Du. Đó là điểm số vàng của trận đấu các bạn ạ. 21-15 là điểm số vàng. Ngô Văn Dũng bóng có tốc độ, có lực không? Nhưng mà không có sức nén. Sức nén phải là những cầu thủ có chiều cao, bật được. Và bóng phải nén từ trên nén xuống các bạn nhé. Vừa nén vừa có độ quận. Đó mới là sức mạnh thực sự. Một pha phòng thủ chưa thành công. Chào 830 anh chị em đang xem. Dũng Nhỏ chắn bóng thành công. 17-21. Chú Hải đang còn thi đấu rồi. Chú Hải vớt lên 81. Chú Hải thì ăn mới đi vớt. Anh em vớt lên bóng nghe nhá. Bóng ngoài sân. Ba Chuông ơi, Ba Chuông ơi. 22-17. Phát bóng lúc này là chuyền hai Văn Dương. Anh hai quả mà báo ủ đi em ơi. Văn Dương ngày mai cũng tham gia giải bóng chuyền sinh viên của Hà Nội các bạn nhé. Ngày mai giải bóng chuyền sinh viên thành phố Hà Nội diễn ra trong vòng 10 ngày. Bóng 23-17 rồi, cách biệt đã là 6 điểm. Chiều 2 giờ chung kết Xuân Trường nhé. Có tranh giải bóng. Chiều là 2 giờ tranh 3-4, sau đó là chung kết. Đóng rồi. 24-17, 7 điểm set boy cho các cầu thủ thị trấn Vân Du. Ăn sẽ bóng này, ăn đi kia thôi.
18-24. Đúng rồi, giải sinh viên thứ 3, quên mất. Bóng ngoài sân 25-18, kết thúc hiệp đấu thứ hai. Các cầu thủ Vân Du tiếp tục thắng. Hai đội đổi sân và thi đấu hiệp đấu thứ 3. Đây là trận bán kết, vì vậy sẽ thi đấu với thể thức 5 tháng 3 các bạn nhé. Qua hai hiệp đấu thì các cầu thủ thị trấn Vân Du đang tạm dẫn 2-0. Chào 820 anh chị em đang xem. Chung kết rồi, bán kết. Cảm ơn Hà Hoàng nhé, cảm ơn bạn Tam Chú. Còn của anh ơi, xem trên YouTube kiểu gì anh? YouTube về anh chỉ up lại những trận đấu lên thôi. Có những trận live, có những trận không live và nhiều giải. Em cứ vào em đăng ký Bóng Truyền HD nhé. Là kênh của mình Bóng Truyền HD mọi người nhé. Dương Huy Hoàng, lực bóng của anh Hữu Hà thế nào anh trai? Hữu Hà cũng mạnh nhá. Hữu Hà vừa mạnh vừa kỹ thuật vừa khéo. Nhưng đây mình đang nói là mạnh nhất theo giới bóng truyền chuyên nghiệp đánh giá. Và như mình cảm nhận là đúng, đó là lực bóng mạnh nhất của Ngô Văn Kiều nhá. Lực bóng mạnh là nó phải có sức nén các bạn ạ. Triệu Thạch Cẩm với Vân Du anh nhỉ. Vân Du thì thắng 2-0 rồi, cơ hội vào thì đến 90%. Còn sân bên kia Thạch Cẩm thì mình không biết thế nào. Quảng Biên tươi búng hay nhất Việt Nam bây giờ là Đông Nguyễn Anh. Anh truyền bóng hơi khỏi nói đây. Xin mời anh chị em trở lại với hiệp đấu thứ 3, trận bán kết 1 giữa hai đội trong trang phục áo xanh là xã Thành Tiến gặp thị trấn Vân Du trong trang phục áo đỏ. Đây là trận bán kết 1 thi đấu với thể thức 5 tháng 3. Hiệp đấu thứ 3 này bắt đầu. Qua hai hiệp đấu thì các cầu thủ thị trấn Vân Du tạm thắng 2-0. Và điểm bóng đầu tiên đã được ghi cho Vân Du bởi chủ công từ Thanh Thuận từ biên 2. 1-0. Giải sinh viên thì như tổ chức ở trường đại học nào đấy, đại học Hà Nội hay đại học gì đấy? Tổ chức tại đại học Hà Nội em ạ. Đó là Vi Văn Phúc, một pha gõ bóng lỏng tay vào vị trí trống trên sân. Một đều cho Thành Tiến. Cái này một đều. Vẫn còn nguyên. Chị ơi, để ý cho em đá vào đây cái rung nước máy. Để ý đừng đá vào đây. Rất tiếc pha bỏ bóng của Vi Văn Phúc, bóng đã ra ngoài. Điểm bóng 3-1 cho Vân Du. Điểm bóng cho Vân Du 3-1. Đội hình trên sân của xã Thành Tiến, số 15 là Dũng Nhỏ, số 2 là Vi Văn Phúc, số 16 là Xuân Nguyên, số 17 là Quách Long. Chuyền hai số 10 là Văn Quang. Libero trên sân là Bùi Dũng. Quyết định của trọng tài là bóng ngoài sân, 4-1 cho Vân Du. Bùi Dũng vào libero thay cho chủ công Văn Tú các bạn nhé. Văn Tú số 12 của Thành Tiến. Đó là Quách Long, áo số 17 biên 2. Và chém bóng thành công của Thạch Đen. 5-1 rồi. Bên kia bây giờ sang không len được vào đâu em ạ. À, tại vì khán giả ngồi chật lắm. Bóng ngoài sân. Quyết định của trọng tài là chính xác. Điểm bóng 2-5 cho Thành Tiến.
Rất tiếc, ba phản công hàng sau 3-3 của Dũng Nhỏ, bóng đã ra ngoài. 6-2. Anh Kiệt đã là 4 điểm rồi. Vì Văn Phúc đang rất cố gắng các bạn ạ, đang cực kỳ nỗ lực. Đó là những chiến binh thi đấu về màu cờ sắc áo, thi đấu về danh dự. Và phát bóng tấn công ăn điểm trực tiếp của Vi Văn Phúc, 4-6 cho Thành Tiến. Và cái điểm về Thành Tiến tỷ số hiện nay là 4-6. Trên hàng công của Thành Tiến lúc này là Dũng Nhỏ số 15, Xuân Nguyên số 16 và Quách Long số 17. Và phát bóng này thì lại chưa qua lưới. 7-4. Quý MC với quý nhóc đánh bên kia em ơi. Bóng ngoài sân. Người phát bóng lúc này là Quách Long. Và phối hợp tấn công nhanh giữa sân, đó là Văn Dương. Và nhảy chuyền bóng một tay. Công việc của Toàn Ngoan rất đơn giản, chỉ việc nhảy lên và đập bóng xuống thôi. Không có một ai theo chắn kịp. Đĩa bóng 8-5 cho Vân Du. Rất cao tầm của Dũng Nhỏ. 6-8 cho Thành Tiến. Hôm nay trên Hà Giang cũng đang diễn ra giải của huyện Quảng Bạ các bạn nhé. Cũng rất là hay. Có Sang Việt Thứ lên đấy này, có Bình Xún này, có Lê Đức Thuận này, có Bùi Văn Cường của K20 này, Lê Đức Thuận Hà Nội này, có Đoàn Đức Đội này. Đó là giải trên huyện Quảng Bạ Hà Giang các bạn nhé. Và cắt bóng rất cao tầm. Bình thường thì libero Bùi Dũng phòng thủ cũng rất tốt, nhưng trong pha bóng vừa rồi Bùi Dũng ra hiệu là anh bó tay. Tâm phục khẩu phục. Đây là vòng chung kết giải bóng chuyền. Chào mừng chiến tích khu Ngọc Trào các bạn nhé. Thạch Thành Thanh Hóa. Vòng chung kết đã được thi đấu từ ngày hôm qua, gồm có 8 đội mạnh được lấy từ 28 đội thi đấu vòng loại. 28 đội thi đấu vòng loại chia làm 4 cụm, mỗi cụm là 7 đội. 7 đội sẽ thi đấu với hai hình thức, một là vòng tròn một lượt, hai là chia hai bảng. Lấy hai đội có thành tích cao nhất vào thi đấu vòng chung kết này các bạn nhé. Ngày hôm qua thì vòng loại đã diễn ra. Và hôm nay là hai trận bán kết của 4 đội vào trong. Đó là xã Thành Tiến, thị trấn Vân Du, xã Thạch Cẩm và thị trấn Kim Tân. 4 đội bị loại ngày hôm qua, đó là đương kim vô địch Thạch Sơn, xã Thạch Đồng, xã Thành Mỹ và một xã gì nữa đấy mình quên mất rồi. Đây đang là hiệp đấu thứ ba, điểm số là 8-10, lợi điểm đang thuộc về Vân Du. Và trận bóng đã lọt càng, 11-8 cho Vân Du. Bóng sang nhẹ nhàng rồi, Thành Tiến bình tĩnh lên nào, làm gì được đó.
Và tấn công từ biên 4 của Vi Văn Phúc đã bung chắn ra ngoài. Điểm bóng 9-11 cho Thành Tiến. Các cầu thủ Thành Tiến vẫn đang rất kiên trì bám đuổi, nhưng mà Vân Du tỏ ra quá mạnh. Thành Tiến phải cần thiếu một điều gì đó thật là bộc phá ở những thời điểm quyết định. Cố lên đi Xuân Nguyên. Không được rồi. Một trong những lần hiếm hoi chủ công Xuân Nguyên số 16 của Thành Tiến có cơ hội, nhưng mà anh đã rất cố gắng cũng không ghi được điểm cho đội mình. 12-10, 12-9. Và lập hàng rào chắn đôi giữa Thạch Đen và Toàn Ngoan. Toàn Ngoan đã thành công trong pha chắn chốt y của Vi Văn Phúc. 13-9. Bắt bóng là Thần Gâu, rất khó chịu, bóng leo lưới. Tiếp tục lại là một pha chắn chốt y thành công của Toàn Ngoan. Hai pha chắn chốt y của Toàn Ngoan ghi điểm trực tiếp. 14-9. Lên quay giải khởi nghĩa Bắc Sơn Lạng Sơn anh nhé. Ok Dương Hữu Bảo ơi, sang năm anh sẽ lên. Trọng tài bắt lỗi dính bóng của Thành Tiến. 15-9 rồi, cách biệt đã là 6 điểm. Các cầu thủ Thành Tiến xin hội ý. 30 giây hội ý. Đây là khán giả của bạn đây. Ba mươi giây hội ý đã hết. Vân Du tiếp tục thi đấu hiện nay là 15 nhưng về thì trận Vân Du. Sáu lỗi chơi được rồi. Sau khi cầu thủ Thành Tiến đã cắt được chuỗi lên điểm của Vân Du. Điểm bóng cho Thành Tiến 10-15. Ok, chào Tiến Đề nhé. Chào Cao Xuân Bính. Đông khán giả lắm cháu ơi. Phát bóng tấn công rất uy lực của Vi Văn Húc. Hai chuyền. Và hai chuyền ngay của chuyền hai Văn Long. 11-15. Không Trường ơi, chiều nay tranh giải ba xong mới chung kết. Phát bóng ăn điểm trực tiếp của Vi Văn Phúc 12-15. Ok Peter Trường. Các cầu thủ thị trấn Vân Du đã xin hội ý 30 giây lần thứ nhất của hiệp đấu thứ ba các bạn nhé. Chiều nay chung kết mọi người nhé. 2 giờ đánh 3-4. Kết thúc 3-4 thì sẽ đánh chung kết. Khán giả quá đông các bạn ạ. Rất tiếc và phát bóng tấn công này thì Vi Văn Phúc đã phát bóng ra ngoài. 16-12.
17, 12 rồi, cách biệt đã là 5 điểm. 17, 12. Đây là khán giả các bạn nhé. Bóng rất là khán giả xem bóng chuyền vòng chung kết giải Ngọc Trạo Thạch Thành Thanh Hóa năm 2020. Đây là mùa giải truyền thống thứ 21, năm thứ 21 liên tiếp. Quay để mọi người xem khán giả tí thôi nhá. Thôi mọi người lại trở lại xem đi. Vào lại kênh xem bóng chuyền đây. Mình áo đây. Cảm ơn mọi người. Và tấn công từ biên 2 của Tân Câu đã ghi điểm. 20, 16. Quả rất thực dụng. Đó là qua đập bóng của anh rất đơn giản, nhưng mà thực sự bóng nắm chéo lên chân của đối phương là thành tam đất. Mặc dù có bóng thì đối với anh là 26 rồi. Anh vừa quay bằng cả máy kia quay phía khán giả đâm ra nó bị mờ đấy. Anh này ao rồi. Tại vì thấy khán giả đông quá vừa lấy máy quay khán giả kia thì bóng ra biên và thực hiện cho Tân Công. Bay cao, bay xa, bay xa. Điểm 17-21. Thủ môn đây là 17-21. Đến bóng. Bóng sang rồi. Bóng là gì không? Chào Phạm Đắc Mạnh nhá. Hello em. Vẫn còn cái chân của Dũng nhỏ. Rất tiếc không được. Cuối cùng đó là cầu thủ điểm thứ 23 cho thị trấn Vân Du. Phát bóng lúc này là phụ công Minh Quan. Chuyền một của Xuân Nguyên. Vi Văn Phúc. Và bỏ bóng của Tân Cầu bóng ra ngoài 18-23. Khán giả có thể kiến được rồi. Rất
đáng tiếc, một pha lao ngắn, bóng chưa qua lưới, rất tốc độ của Toàn Hoan nhưng bóng chưa qua lưới. 19-23 rồi. Lần này thì Toàn Hoan đã thành công. Set boy rồi, 24-19, 5 điểm set boy. 99.99999% là các cầu thủ thị trấn Vân Du sẽ thắng trong hiệp đấu thứ 3 này, đồng nghĩa là sẽ thắng chung cuộc 3-0 trận bán kết và sẽ có mặt trong trận chung kết. Bóng ngoài sân, 25-19 kết thúc hiệp đấu thứ 3. Chung cuộc, các cầu thủ thị trấn Vân Du đã thắng các cầu thủ xã Thành Tiến với tỷ số 3-0 một cách thuyết phục. Xin chúc mừng các cầu thủ thị trấn Vân Du. Chúc mừng Thạch Đen từ Thanh Thuận, Minh Long, Thân Gâu, Toàn Hoan, Văn Dương. Và xin chia sẻ với các cầu thủ xã Thành Tiến. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những trận đấu hay tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhớ ủng hộ kênh của mình nhá, Bóng Truyền HD.